Trọc Nhầm Tổng Tài là bộ phim ngôn tình hiện đại thuộc thể loại cưới trước yêu sau với màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi Hồ Gia Hào và Tào Lộ. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Manh Bảo Đột Kích, Mami Cha Còn Đâu của tác giả Sa Bà Phiêu Bạt. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về nữ chính Diệp Huyền Ca, cô là thực tập sinh của công ty giải trí Lẫm Sơn. Dù chưa chính thức xuất đạo nhưng đã bị tung ảnh khỏa thân và tin đồn thất thiệt, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cô. Vừa bị công ty sa thải, vừa bị bạn trai hiểu lầm là không trong sạch. Điều không ngờ nhất chính là khi tỉnh giấc sau cơn tai họa liên tục, cô lại xuất hiện thêm một đứa con trai 5 tuổi, tên là Tô Tiểu An. Bị ràng buộc bởi cậu con trai dễ thương, người xuyên không tới để giúp mẹ mình có được tình yêu. Trong quá trình này, họ cùng bầu bạn, bất kể là tình yêu hay tình thân, sự nghiệp, họ đều hỗ trợ tiến tới mục tiêu của mình. Liệu rằng bạn nhỏ đáng yêu này có giúp cho mami và papa của mình tiến lại gần nhau hay không? Hãy cùng đón xem bộ phim hấp dẫn này nhé! Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.